về phía sân khấu và chào đón những chú lân. Chào mừng toàn thể quý vị đại biểu khách quý đã đến với chương trình khai trương văn phòng Moncover Bắc Ninh trong buổi sáng ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe. Kính chúc quý vị cùng gia đình mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúc buổi lễ khai trương sẽ diễn ra thành công, tốt đẹp. Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã được thưởng thức tiết mục Múa Lân mở đầu cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Múa Lân tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc và thành công.
Và đó cũng chính là lời chúc mà chúng tôi muốn gửi tới toàn thể quý vị và các bạn có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, công ty Moncover Việt Nam là nền tảng bảo hiểm tài chính lớn nhất Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm số với hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và cung cấp các sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt. Công ty đã chính thức đi vào hoạt động từ năm 2013 đến nay. Mục tiêu của Moncover là kết nối khách hàng và đội ngũ tư vấn viên trên toàn quốc, mang đến những sản phẩm đa dạng và đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng. Hệ thống mạng lưới của Moncover Việt Nam hiện tại đã phủ sóng trên rất nhiều các tỉnh thành trên cả nước, với hàng loạt các văn phòng chi nhánh và điểm giao dịch được mở tại Thanh Hóa, Thái Bình, Sơn La, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hải Dương. Tiếp nối thành công của các văn phòng chi nhánh Moncover, ngày hôm nay, ngày 3 tháng 1 năm 2021, được sự đồng ý của ban lãnh đạo công ty, chúng tôi rất vui mừng được chào đón thêm thành viên mới trong hệ thống văn phòng của công ty đi vào hoạt động, đó là văn phòng Moncover Bắc Ninh. Kính thưa quý vị, đến với buổi lễ khai trương ngày hôm nay, về phía công ty Moncover Việt Nam, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lưu Hùng Kiên, Tổng Giám đốc công ty Moncover Việt Nam. Ông Vũ Văn Thông, Giám đốc vận hành Moncover Việt Nam. Bà Đào Kim Liên, Giám đốc hệ thống cấp cao Moncover Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc hệ thống cấp cao Moncover. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc văn phòng Moncover Bắc Ninh. Về phía các vị đại biểu, khách quý, chúng tôi xin được trân trọng, vinh dự đón tiếp bà Nguyễn Thị Thu Hằng, đại diện Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội, MIC. Cùng đông đảo các vị lãnh đạo, khách mời của công ty, đối tác và toàn thể nhân viên trong công ty đã dành chút thời gian quý báu của mình để đến với chung vui với công ty Moncover Việt Nam ngày hôm nay. Một lần nữa, xin chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự có mặt của toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây, cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lưu Hùng Kiên, Tổng Giám đốc Moncover Việt Nam, lên tuyên bố lý do và chính thức khai trương văn phòng Moncover Bắc Ninh. Xin trân trọng kính mời ông. Cảm ơn MC. Lời đầu tiên, cho phép bà Kiên thay mặt cho ban lãnh đạo của Moncover Việt Nam xin gửi lời chào hân hoan nhất đến Moncover Bắc Ninh và toàn thể các anh chị đã có mặt tham gia buổi lễ ngày hôm nay ạ. Hôm nay là ngày 3 tháng 1 rồi, chúng ta vừa bước qua thời khắc chuyển giao từ năm 2020 sang năm 2021 với một trong những năm với nhiều cái sự kiện biến động, và đặc biệt tại đất nước của chúng ta khi mà dịch Covid đã tràn qua và nền kinh tế cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên trong cái những cái nguy cơ, những cái khó khăn đấy thì hệ thống của Moncover trong thời gian qua thì đã có những cái bước phát triển rất là nhanh. Thì kính thưa các anh chị là Moncover đã phát triển nhanh chóng và hiện diện ở hơn 35 tỉnh thành. Hiện nay thì với hệ thống phát triển gần 20.000 các thành viên là đối tác ở trên cả nước, thì một trong những cái điểm mà Moncover tự hào để mang đến cho các anh chị là nền tảng hệ thống công nghệ thông tin kết nối với những công ty bảo hiểm tài chính hàng đầu để giúp cho các thành viên trong đối tác chúng ta gia nhập nhanh chóng và mang lại những cái sản phẩm bảo vệ tốt nhất cho người dân. Và ngày hôm nay tôi vui mừng long trọng được tuyên bố sự ra mắt văn phòng Moncover Bắc Ninh như là một sự kiện quan trọng đến với một trong cửa ngõ của thủ đô, thành phố ở phía Đông Bắc. Moncover sẽ là một điểm nhấn, một cái điểm kết nối cho lực lượng đối tác tại không chỉ tại Bắc Ninh mà còn những tỉnh thành lân cận, và chúng tôi tin tưởng rằng các anh chị thành viên tại hệ thống Moncover Bắc Ninh chúng ta sẽ lan tỏa những cái sứ mệnh, những cái tình yêu lớn lao bảo vệ người dân và mang lại những cái cơ hội việc làm cho toàn thể những cái đối tác ở khu vực địa phương này. Và thay mặt một lần nữa, thay mặt cho công ty, chúc cho văn phòng Moncover tại Bắc Ninh chúng ta khai trương hồng phát ạ. Xin cảm ơn. Rồi, xin trân trọng cảm ơn Lưu Hùng Kiên rất nhiều. Kính thưa quý vị, và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc văn phòng Moncover Bắc Ninh sẽ có đôi lời phát biểu cùng chúng ta. Trân trọng kính mời.
Dạ vâng. Kính thưa ông Lưu Huỳnh Quyên, Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Monco Việt Nam. Kính thưa ông Vũ Văn Thông, Giám đốc vận hành Công ty Monco Việt Nam. Kính thưa các quý vị khách hàng, khách mời của công ty và các đối tác cấp quản lý ở các ban ngành toàn thể, các đồng chí quản lý, chuyên viên tư vấn bảo hiểm và khách mời tại Bắc Linh. Trước hết cho phép tôi thay mặt thị trường Bắc Linh xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị và toàn thể nhân viên đã tới dự lễ khai trương Văn phòng Bảo hiểm và Dịch vụ Tài chính Bắc Linh. Xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị cùng toàn thể đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các đồng chí, để đáp ứng yêu cầu về việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện ích, đặc biệt là các sản phẩm có thế mạnh như bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm bảo vệ toàn diện đối với mỗi người dân trước sự phát triển mạnh mẽ của xã hội trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Bên cạnh đó, sự tiến bộ nhận thức về bảo hiểm của mỗi người dân Việt Nam, của Bắc Linh nói riêng đã có nhiều sự thay đổi rõ rệt trong những năm qua về việc chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài chính của hàng ngàn gia đình. Không may có những sự cố xảy ra giúp các gia đình an tâm về tài chính, con cái được học hành đến nơi đến chốn. Với mong muốn mang lại trải nghiệm giao dịch tốt nhất cho khách hàng, Văn phòng Bắc Linh luôn chú trọng đến việc trang bị cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại. Bên cạnh đó, đội ngũ quản lý, nhân viên có nhiều kinh nghiệm, được đào tạo bài bản nhằm phục vụ khách hàng tận tình và chuyên nghiệp. Văn phòng Bắc Linh phấn đấu trở thành văn phòng có hệ thống bán lẻ chuyên nghiệp với chất lượng dịch vụ vượt trội, mang lại lợi ích và sự an tâm cao nhất cho khách hàng. Khẳng định Bắc Linh là thị trường tiềm năng dẫn đầu về bảo hiểm trong cả nước, Bắc Linh quyết tâm xây dựng môi trường làm việc tốt nhất để phát huy tối đa nguồn lực vững mạnh, tạo dựng sự thành đạt cho từng cá nhân và đóng góp sự phát triển chung của ngành bảo hiểm trong cả nước. Giá trị lớn nhất của ngành bảo hiểm là luôn tuyệt đối tuân thủ các cam kết với khách hàng, đồng hành cùng khách hàng trong trường hợp xảy ra tổn thất. Với đội ngũ chuyên viên tư vấn có nhiều kinh nghiệm giải quyết các vụ tổn thất và hệ thống các đối tác giám định hàng đầu, Công ty Bảo hiểm Moncover Việt Nam cam kết quyền lợi cùng khách hàng được đảm bảo tối đa trong trường hợp xảy ra sự kiện. Các sản phẩm bảo hiểm con người của Công ty Bảo hiểm Moncover Việt Nam phong phú, đa dạng và luôn được cải tiến phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Việc hợp tác với các công ty đối tác, hệ thống bệnh viện bảo lãnh viện phí đảm bảo cho khách hàng được hưởng các dịch vụ y tế chăm sóc tốt nhất. Vì vậy, đến hôm nay tại thị trường Bắc Linh đã có hàng ngàn các gia đình được bảo vệ, cũng có hàng ngàn gia đình luôn yên tâm một phần về việc bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tài chính cho mình và người thân. Bắc Linh có được văn phòng như ngày hôm nay trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của ban điều hành công ty, sự nhiệt tình và phối hợp chặt chẽ của các quản lý, nhân viên tại thị trường Bắc Linh. Nhân dịp khai trương văn phòng Bắc Linh, tôi thay mặt cho toàn thể nhân viên Bắc Linh xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, ban hành của công ty. Tôi rất mong Bắc Linh tiếp tục nhận được sự ủng hộ quý báu trong thời gian tới. Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo công ty, các quý vị khách hàng, các đại lý và toàn thể nhân viên chúc các đồng chí sức khỏe và thành công. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Ngọc Quỳnh. Kính thưa quý vị, với sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết của cán bộ nhân viên công ty Moncover Việt Nam, chúng tôi tin rằng toàn bộ đội ngũ văn phòng Bắc Ninh sẽ luôn hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao và luôn được gặt hái những thành công được nhiều hơn nữa. Một lần nữa xin được dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho văn phòng Bắc Ninh, chúc chi nhánh phát triển vững mạnh trong tương lai. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ là phần cắt băng cánh thành. Trân trọng kính mời quý vị
Chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía sân khấu và chào đón những vị đại biểu đặc biệt của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời ông Lưu Hùng Kiên, Tổng Giám đốc Moncover Việt Nam. Trân trọng kính mời ông Vũ Văn Thông, Giám đốc vận hành Moncover Việt Nam. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc văn phòng Moncover Bắc Ninh. Trân trọng kính mời ông Phạm Chí Hiếu. Trân trọng kính mời ông Trần Văn Hưởng, Giám đốc đào tạo hệ thống. Xin được trân trọng kính mời các ông ạ. Chuẩn bị sẵn sàng, cầm kéo lên và sẵn sàng chờ khẩu lệnh. Và ngay bây giờ, quý vị đại biểu chúng ta đã sẵn sàng chưa? Dạ vâng, MC xin phép được đếm ngược từ 3 tới 1. Và quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để lễ khánh thành của chúng ta được thành công viên mãn. Quý vị sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Xin chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng cho Moncover Bắc Ninh đi ạ. Và như vậy là văn phòng Moncover Bắc Ninh đã chính thức đi vào hoạt động để phục vụ khách hàng từ ngày hôm nay. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Moncover Bắc Ninh sẽ nhận được thật nhiều sự ủng hộ và tin tưởng từ quý vị khách hàng. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu khách quý rất nhiều, và thay mặt cho Quốc Khánh cũng xin được thay mặt cho những người làm chương trình xin được chúc cho văn phòng Moncover Bắc Ninh sẽ đạt được thật nhiều những thành công trong năm 2021. Và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần trao quyết định thành lập văn phòng Moncover Bắc Ninh và các điểm giao dịch. Xin được trân trọng kính mời ông Vũ Văn Thông, Giám đốc vận hành hệ thống Moncover Bắc Ninh sẽ lên sân khấu để trao quyết định. Trân trọng ông, kính mời ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc văn phòng Bắc Ninh sẽ lên nhận quyết định thành lập. Trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Hử sẽ bước lên sân khấu ạ. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng cho sự thành công của Moncover Bắc Ninh. Xin chào quý vị rất nhiều. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện các văn phòng giao dịch sẽ tiến lên sân khấu để nhận quyết định thành lập văn phòng giao dịch. Dạ vâng, xin được cảm ơn quý vị đại biểu khách quý rất nhiều. Kính thưa quý vị, trong ngày đặc biệt hôm nay, chúng tôi rất vui mừng khi được đón tiếp các vị khách quý. Sự hiện diện của quý vị đã góp phần tạo nên sự thành công trong buổi lễ ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị có những lãng hoa tươi thắm để dành tặng cho văn phòng Moncover Bắc Ninh. Chúng ta sẽ lên sân khấu để trao hoa cho đại diện văn phòng. Xin được mời đại diện hệ thống
BCG sẽ bước lên sân khấu để tặng hoa cho văn phòng ạ. Xin được trân trọng kính mời ban điều hành công ty sẽ có bó hoa tươi thắm để dành tặng cho văn phòng ạ. Trân trọng kính mời đại diện tổng công ty bảo hiểm quân đội MIC sẽ bước lên sân khấu dành tặng bó hoa tươi thắm cho văn phòng ạ. Chào kính mời đại diện của hệ thống BCG sẽ bước lên sân khấu để dành tặng món quà cho hệ thống cho văn phòng, và trân trọng kính mời chị Nguyễn Thị Lê và Nguyễn Thị Thắm bước lên sân khấu để nhận món quà của BCG. Trân trọng kính mời ông Bùi Thế Thủy và ông Nguyễn Quang Chí sẽ lên sân khấu để nhận món quà. Kính thưa ban giám đạo Moncover, kính thưa quý vị đại biểu, đây là món quà tấm lòng của ban quản trị hệ thống BCG do anh Trần Đăng Khoa chủ trì, và anh gửi tặng món quà với cái lời nhắn nhủ, đó chính là cái logo của BCG, đó là khởi đầu tình yêu Việt, với hai chữ, chữ tâm thể hiện cho tình yêu và biểu tượng trống đồng thể hiện cho đất nước Việt Nam. Và văn phòng Moncover Bắc Linh chính là nơi trái tim và nơi là khởi đầu tình yêu Việt, bắt đầu từ nơi đây. Những người sẽ mang lại cái sự vinh danh, mang lại cái danh dự cũng như mang lại hình ảnh đẹp của những người tư vấn bảo hiểm, những người có cái ngành nghề được thế giới vinh danh là nghề trân trọng thứ ba trên thế giới. Và chúng tôi rất mong muốn hệ thống văn phòng Bắc Ninh sẽ là nơi mang lại hình ảnh đẹp ở đất nước Việt Nam chúng ta, và chính là những người bảo vệ sứ giả bình an cho đất nước Việt Nam. Và đây chính là biểu tượng và tấm lòng của BCG dành cho văn phòng. Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm mà BCG dành tặng cho văn phòng Moncover Bắc Ninh. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời đại diện bảo hiểm BSHT Hà Nội sẽ có lãng hoa tươi thắm để dành tặng tới văn phòng. We don't talk anymore like we used to do. We don't buy for
I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Quý vị tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện hệ thống bảo hiểm FWD sẽ lên sân khấu dành tặng hoa cho văn phòng Bắc Ninh. Chào mừng quý vị rất nhiều. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời ban lãnh đạo địa phương cũng có một lãng hoa tươi thắm để dành tặng cho văn phòng Moncover Bắc Ninh. Trân trọng kính mời các đồng chí đại diện địa phương sẽ bước lên sân khấu để có bó hoa tươi thắm dành tặng cho Moncover Bắc Ninh. Xin trân trọng kính mời anh Toàn VOV và bé Cường có một lãng hoa tươi thắm để dành tặng cho văn phòng Moncover Bắc Ninh ạ. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời đại diện văn phòng Thanh Hóa sẽ có lãng hoa tươi thắm để gửi tới văn phòng Moncover Bắc Ninh. Xin trọng kính mời. Xin trọng kính mời lãng hoa của văn phòng Moncover Thanh Hóa. Xin chào, cảm ơn văn phòng Moncover Thanh Hóa với một bó hoa rất tươi thắm dành tặng cho Moncover Bắc Ninh. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện văn phòng Bắc Trung Nam sẽ có lãng hoa tươi thắm để dành tặng cho Moncover Bắc Ninh. Thank you.
Xin chào, cảm ơn những tình cảm mến quý mà văn phòng Moncover Bắc Trung Nam đã dành tặng cho Moncover Bắc Ninh. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện văn phòng Thái Bình sẽ có lãng hoa tươi thắm để dành tặng cho Moncover Bắc Ninh. Mặt trời, đó cũng là những mong muốn mà tất cả quý vị, anh chị và các bạn, đặc biệt là Moncover Thái Bình muốn dành tặng cho Moncover Bắc Ninh. Xin chân thành cảm ơn tình cảm và cũng như là một món quà, những bông hoa rất ý nghĩa của Moncover Thái Bình. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện văn phòng Tây Bắc cũng có một bó hoa tươi thắm để dành tặng cho Moncover Bắc Ninh. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời đại diện của anh em Lẩu Bốn Mùa cũng có một bó hoa tươi thắm để dành tặng tới Moncover Bắc Ninh. Trân trọng kính mời. Cảm ơn anh em Lẩu Cuốn Mùa đã có một lãng hoa rất tươi thắm dành tặng cho Moncover Bắc Ninh. Và còn rất nhiều những lãng hoa tươi thắm đến từ các anh chị em, bạn bè cũng như là những người yêu mến Moncover đã dành tặng cho Moncover Bắc Ninh trong buổi sáng ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Liên được gửi lời chào kính chúc sức khỏe tới tất cả các vị khách quý cùng toàn thể tất cả các anh chị. Một lời chào trân trọng nhất và chúc cho văn phòng Bắc Ninh khai trương hồng phát ạ. Liên xin tự giới thiệu, tên đầy đủ của Liên là Đào Kim Liên, sinh năm 1967, hiện tại đang sinh sống ở Ba Vì, Hà Nội. Liên cũng xin sơ lược đôi nét khi Liên đến với ngành bảo hiểm. Bản thân Liên là một người làm ở bệnh viện huyện Ba Vì. Từ năm 1989 cho đến bây giờ đã được 30 năm công tác trong ngành y. Và lý do để Liên đến với ngành bảo hiểm, nó cũng là xuất phát từ trong suốt quá trình Liên làm ở bệnh viện. Liên đã gặp rất là nhiều những cái hoàn cảnh
khách hàng éo le. Họ bị bệnh nhưng mà họ không có tiền để chữa trị và họ phải chấp nhận trở về nhà để chờ cái chết đến. Họ chỉ lấy những cái lá cây rừng để họ chữa bệnh và họ không có tiền để đi bệnh viện. Bản thân Liên là người làm ở trong bệnh viện cũng đã phải giúp đỡ cho rất là nhiều những khách hàng họ nghèo. Nhưng mà với cái đồng lương ít ỏi của mình thì mình cũng không giúp đỡ được bao nhiêu. Và Liên rất là trăn trở cái điều đó. Và đến năm 2012 thì tình cờ có một chị đến chia sẻ với Liên về nghề bảo hiểm. Và Liên thấy đây là một cái cơ hội để mình giúp đỡ được cho những người dân. Họ thoát ra được cái những cái khi mà họ bị gặp những cái hoàn cảnh éo le đó, bệnh tật đến với họ, họ có tiền để chữa trị. Chính vì vậy nên là Liên đến với ngành bảo hiểm vào ngày mùng 1 tháng 4 năm 2012 vào một công ty truyền thống. Trong quá trình Liên làm bảo hiểm ở công ty truyền thống thì Liên cũng làm quản lý ở công ty truyền thống. Nhưng mà Liên trăn trở ở chỗ rằng là gì ạ? Khi mình tuyển một người đại lý mới vào, họ chưa biết một cái gì, mà sau đó mình dìu dắt giúp đỡ họ, khi họ lên quản lý bằng với mình, họ lại tách ra khỏi mình. Và Liên thấy cái điều đó nó rất là bất công với mình. Và đến mùng 1 tháng 15 tháng 5 2019, Liên biết đến cơ hội Moncover. Và Liên thấy rằng gì ạ, ngành bảo hiểm của chúng vào Việt Nam là cách đây hơn 20 năm rồi mà bây giờ dân số, tỷ lệ dân số tham gia chưa được 10%. Và cứ như bây giờ thì bao giờ cho Việt Nam mình phủ sóng toàn bộ người dân 100% có bảo hiểm. Và điều đó là một cái điều vô cùng trăn trở cho những người làm bảo hiểm, đúng không anh chị? Và nếu như chỉ có dựa vào bảo hiểm nhân thọ thì chưa biết đến bao giờ. Bởi vì có rất là nhiều gia đình người ta khó khăn, không thể có tiền tham gia được bảo hiểm nhân thọ. Thì ở Moncover có những cái sản phẩm phù hợp với tất cả mọi đối tượng trong xã hội, kể cả người nghèo nhất cũng có thể tham gia được, chỉ với từ 500.000 đồng trên một năm để bảo vệ cho cả một gia đình. Chính vì vậy, Liên thấy ở Moncover có những cái sản phẩm để đáp ứng được với những người dân nghèo như vậy, thì Liên thấy rằng đây là một cái cơ hội để cho chúng ta nhanh đưa cái ngành bảo hiểm đến với toàn bộ người dân ở Việt Nam chúng ta. Liên xin giới thiệu lịch sử của Moncover. Moncover được thành lập năm 2013, tiền thân là công ty cổ phần bảo hiểm trực tuyến, công ty tư vấn bảo hiểm trực tuyến e-bảo hiểm. Và đến cuối năm 2019 thì e-bảo hiểm đổi tên thành Moncover Việt Nam. Và công ty, địa chỉ của công ty ở 87 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội. Và đây là giấy phép hoạt động của công ty ạ. Như các anh chị biết, ở Việt Nam mình có rất là nhiều các kênh phân phối bảo hiểm. Ví dụ như là hầu hết là chúng ta chỉ biết đến kênh đại lý cá nhân, đúng không ạ? Làm mỗi một anh chị làm cho một công ty bảo hiểm thì chỉ được phân phối cho một công ty. Ví dụ như các anh chị làm cho Manulife thì các anh chị phân phối chỉ có sản phẩm cho Manulife. Hay Daiichi thì cho sản phẩm của Daiichi. Và một kênh nữa đó là kênh ngân hàng. Thì hiện nay bây giờ tất cả các anh chị đến các ngân hàng thì đều được biết là các ngân hàng họ đều liên kết với các nhà bảo hiểm để phân phối các sản phẩm. Ví dụ như Agribank thì liên kết với Bảo Việt, hay là Manulife thì liên kết với Techcombank, đúng không ạ? Hay là FWD thì vừa rồi ký kết với ngân hàng Vietcombank. Thì tất cả các ngân hàng đều phân phối sản phẩm của các công ty bảo hiểm. Và một kênh nữa là kênh đại lý tổ chức. Thì Moncover cũng là một kênh đại lý tổ chức. Kênh đại lý tổ chức này khác so với tất cả các kênh đại lý truyền thống, đó là gì ạ? Là phân phối cho nhiều hơn một công ty bảo hiểm. Thì cho dù tất cả các anh chị làm cho kênh nào đi chăng nữa, làm kênh CA văn phòng, tổng đại lý của các công ty bảo hiểm, hay là phân phối qua ngân hàng, hay là qua Moncover, thì tất cả chúng ta cũng chỉ là những người tư vấn viên, tư vấn cho khách hàng hiểu hơn về sản phẩm bảo hiểm và để giúp cho khách hàng ký kết với các nhà bảo hiểm. Khi khách hàng xảy ra sự kiện thì các nhà bảo hiểm chịu trách nhiệm chi trả quyền lợi cho khách hàng. Chỉ khác nhau về mô hình hoạt động thôi ạ. Và tất cả các kênh này phân phối sản phẩm bảo hiểm đều dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý của nhà nước. Ở Moncover khác biệt so với tất cả các công ty khác là gì ạ?
Ở đây họ phân phối tất cả các dòng sản phẩm bảo hiểm viện phí, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế sức khỏe, bảo hiểm ung thư, bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm ô tô xe máy, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm các cái doanh nghiệp. Đây là các đối tác của công ty ạ. Công ty hợp tác với các công ty như bảo hiểm BSH, bảo hiểm MIC, bảo hiểm VT, bảo hiểm FWD, bảo hiểm Fubon. Rất là nhiều các công ty bảo hiểm và tất cả các đối tác là 45 đối tác. Đây là một số hình ảnh ký kết giữa công ty Moncover với các đối tác bảo hiểm ạ. Và trong một cái khuôn khổ cho phép, Liên không thể giới thiệu với tất cả các quý vị và các anh chị về 1.000 sản phẩm của công ty được. Liên chỉ giới thiệu với các anh chị một số các cái sản phẩm nổi trội của Moncover đang phân phối ạ. Đầu tiên là sản phẩm bảo an toàn gia và bảo hiểm an tâm gia đình của BSH, bảo hiểm Emcare của tập đoàn bảo hiểm MIC quân đội, và một sản phẩm nhân thọ đó là FWD. Bảo hiểm an tâm gia đình là bảo hiểm của tổng công ty bảo hiểm BSH, tiền thân là ngân hàng SHB, ngân hàng Sài Gòn, Hà Nội. Đây là minh họa cho một gói bảo hiểm bạch kim bảo vệ cho tối đa trong một gia đình là 5 người. Quyền lợi đầu tiên, đây là quyền lợi của một người trong một gia đình ạ. Và cả 5 người đều được quyền lợi như vậy. Mỗi một người trong một gia đình đó không may mà bị rủi ro thì sẽ được công ty bảo hiểm BSH chi trả quyền lợi cho là 18 triệu đồng. Trong trường hợp bị mất khả năng lao động thì sẽ được 50% số tiền bảo hiểm là 9 triệu. Nếu như người được bảo hiểm không may bị tử vong do tai nạn thì sẽ được hỗ trợ từ 50 triệu đến 150 triệu đồng. Và một ngày khách hàng không may bị tai nạn đi nằm viện sẽ được hỗ trợ 250.000 trên một ngày nằm viện và không khống chế số ngày nằm viện. Nếu như khách hàng nằm hết 50 triệu trong một năm thì thôi ạ. Trong trường hợp khách hàng bị thương tật thân thể do tai nạn sẽ được tính tỷ lệ phần trăm. Và một quyền lợi nữa đó là quyền lợi điều trị nội trú và phẫu thuật thai sản. Trong trường hợp người được bảo hiểm bị phẫu thuật thì sẽ được tính tỷ lệ phần trăm phẫu thuật và tối đa không quá 4 triệu đồng. Và quyền lợi hỗ trợ chi phí y tế giống như thẻ bảo lãnh viện phí ạ. Trong trường hợp khách hàng có bảo hiểm y tế đi nằm viện thì nhà nước sẽ chi trả 80%, còn người được bảo hiểm phải trả 20%. Thì bảo hiểm này sẽ trả nốt cái phần đó và tối đa một năm cũng là 4 triệu đồng. Một quyền lợi nữa là khách hàng nằm viện điều trị do bệnh tật thì mỗi một ngày khách hàng sẽ được chi trả quyền lợi là 190.000 đồng trên một ngày nằm viện và tối đa một người thanh toán. Và một quyền lợi nữa khác biệt hoàn toàn trên thị trường đó là quyền lợi thai sản. Hầu hết tất cả các quyền lợi thai sản trên thị trường ấy thì họ chỉ chi trả theo giới hạn bảo hiểm và theo chi phí y tế thực tế ở tại bệnh viện. Nhưng ở đây cái quyền lợi thai sản này là chi trả không phụ thuộc vào chi phí y tế ở tại bệnh viện, mà cứ vượt qua 270 ngày thì các chị em đi sinh em bé, cho dù là đẻ thường hay đẻ mổ, đều được hỗ trợ là 4 triệu đồng tiền mặt. Đó là sự khác biệt trên thị trường. Mà trong khi đó gì ạ, tổng cái gói bảo hiểm này cho 5 người trong một gia đình chỉ với 1.399.000 đồng trong một năm. Các quý vị thấy quyền lợi như thế nào ạ? 1.399.000 cho cả 5 người trong một gia đình. Và mỗi một người đều được các cái quyền lợi như Liên vừa chia sẻ ở phía trên ạ. Cả 5 người được đều quyền lợi như vậy nhá. Ở đây hầu hết có rất là nhiều những anh chị đang đi làm bảo hiểm rồi đúng không ạ? Và các anh chị thử chạy cái bảng minh họa, cái sản phẩm mà các anh chị đang bán, cái bảo hiểm nhân thọ ấy, đang tư vấn sản phẩm nhân thọ, thì nguyên cái quyền lợi tai nạn thôi, để với những người mà tầm 60 tuổi ấy, thì phí cũng phải trên 1 triệu đồng rồi, có đúng ạ? 1 đến 2 triệu đồng để bảo vệ 50 triệu. Nhưng ở đây 1.399.000 lấy cho cả một gia đình 5 người và tuổi tham gia là từ 1 đến 65 tuổi, gia hạn đến năm 70 tuổi.
cả năm người đều được quyền lợi như vậy quý vị nhé. Và có rất là nhiều những cái gói phù hợp với những người nghèo nhất trong xã hội cũng có thể mua được. Gói nhỏ nhất là 499.000 và gói to nhất là 1.399.000 ạ. Gói bảo hiểm thứ hai là bảo hiểm MK, bảo hiểm MIC quân đội. Ở đây có thể coi là một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thu nhỏ. Bởi vì ở cái gói sản phẩm này thì đã bao gồm toàn bộ quyền lợi cho khách hàng lên đến 300 triệu đồng. Chỉ với 1.603.500 thì không may khách hàng bị rủi ro do tai nạn sẽ được hỗ trợ là 300 triệu đồng. Và nếu như nguyên nhân do bệnh tật là 150 triệu đồng. Khách hàng nằm viện do mọi nguyên nhân ốm đau, nằm viện, tai nạn và thai sản, kể cả đi sinh em bé cũng được hỗ trợ là 500.000 đồng trên một ngày nằm viện. Và tuổi của người được tham gia bảo hiểm cũng từ 1 đến 65 tuổi và gia hạn đến năm 70. Mà chỉ với 1.603.500 đồng, bảo vệ quyền lợi đã lên đến 300 triệu đồng rồi ạ. Các quý vị thấy sản phẩm như thế nào ạ? Có tuyệt vời không ạ? À, xin tất cả các quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho sản phẩm MP đây ạ. Và thực sự Liên cảm thấy là gì ạ? Mình rất là biết ơn đến tập đoàn bảo hiểm MIC quân đội. Và hôm nay có chị Phương Anh là phó tổng giám đốc công ty bảo hiểm MIC quân đội cũng đến dự ở đây. Vừa rồi hệ thống của Liên đã tặng cho một khách hàng nghèo ở khu vực Nghệ An với một cái gói bảo hiểm 208.000 đồng trên một năm. Và không may khách hàng bị qua đời do tai nạn. Và vừa rồi tập đoàn bảo hiểm MIC quân đội đã vào Nghệ An chi trả quyền lợi cho khách hàng là 50 triệu đồng. Và hiện tại ở công ty cũng đang có hai trường hợp nữa tử vong, như công ty bên tập đoàn bảo hiểm MIC đang thẩm định trường hợp này. Cũng khách hàng tử vong nhưng mà tham gia cái gói 1.603.500 đồng và không may khách hàng cũng bị tai nạn. Và nếu giải quyết quyền lợi cho khách hàng thì sẽ là 300 triệu đồng. Nói như vậy để có nghĩa rằng là gì ạ? Cái việc chúng ta đi làm bảo hiểm này là một cái việc vô cùng nhân văn, có đúng không quý vị? Chỉ với hơn 1 triệu đồng thôi nhưng bây giờ khách hàng đã để lại cho gia đình cả một cái khối tài sản. Với các quý vị ở cái vùng đất Bắc Ninh giàu có như thế này thì thấy 300 triệu nó là một cái số tiền rất nhỏ. Nhưng với những khách hàng ở vùng quê nghèo ấy thì 300 triệu là cả một vấn đề với họ các quý vị ạ. Có những người cả cuộc đời họ bảo không biết bao giờ biết đến tiền 100 triệu là gì. Cho nên hơn 1 triệu đồng ấy thì chỉ giá trị như một chiếc váy của chị em thôi, đúng không ạ? Một chiếc váy chị em mua, hoặc là các bộ com lê của các anh chị ấy trị giá tận 2-3 triệu đồng cơ. Thế nhưng mà chỉ với hơn 1 triệu thôi, chúng ta có thể tiết kiệm bớt một bộ quần áo đi, đã để lại không may có vấn đề gì đã để lại cho gia đình 300 triệu đồng rồi quý vị ạ. Một gói bảo hiểm nữa là bảo hiểm bảo an toàn gia. Đây là bảo hiểm công ty bảo hiểm PT, là bảo hiểm bưu điện. Bảo hiểm này là gói bảo hiểm tai nạn hộ gia đình, không khống chế số người quý vị nhé. Không khống chế số người, tất cả những thành viên trong gia đình, không phân biệt tuổi tác, cứ ai ở trong biểu hộ khẩu đó đều được bảo vệ quyền lợi do tai nạn. Với chỉ một mức phí là 689.700 đồng để bảo vệ cho cả một hộ gia đình. Và tất cả những thành viên trong gia đình không may bị rủi ro do tai nạn thì sẽ được hỗ trợ là 18 triệu đồng. Và nếu như nguyên nhân do điện giật, do điện thì sẽ là gấp đôi lên, nhân 2, 200%. Và nếu không may mà khách hàng bị đuối nước thì sẽ là nhân 3, là 54 triệu đồng. Đó là quyền lợi của một người và tất cả các thành viên trong gia đình đều được quyền lợi như vậy. Như quý vị biết là cái tình trạng tai nạn hiện nay bây giờ diễn ra rất là phức tạp, có đúng không ạ? Liên tục, không thể tránh được, những cái đó thì làm sao mà tránh được, đúng không ạ? Nhưng mà cả một hộ gia đình chỉ với gì ạ? 689.700 đồng đã bảo vệ cho cả một gia đình rồi. Và mỗi một ngày khách hàng đi nằm viện sẽ được hỗ trợ là 180.000 đồng trên một ngày nằm viện điều trị do tai nạn. Những cái gói bảo hiểm này khách hàng có nói là mình nghèo quá không thể có tiền tham gia được không các quý vị? Có không ạ? Không thể nói là nghèo, không thể có được hơn 600.000 để bảo vệ cho cả một gia đình, đúng không ạ?
Và ngày hôm nay, đặc biệt Liên muốn chia sẻ với quý vị một cái sản phẩm, đó là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ FWD. Với gần 10 năm làm bảo hiểm, thực sự Liên cảm thấy đây là một cái sản phẩm mà Liên cảm thấy hài lòng nhất. Khi các quý vị tham gia bảo hiểm ấy, thì phải đọc các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm thì mới thấy được cái sản phẩm đó nó hay như thế nào. Trong 10 năm đi làm bảo hiểm, Liên rất là buồn, có rất là nhiều những khách hàng ấy. Khi hỏi họ là gì ạ? Bác đã tham gia bảo hiểm nhân thọ chưa ạ? Tôi tham gia rồi. Bác tham gia bao nhiêu tiền một năm thì họ nói được số tiền. Nhưng hỏi họ tham gia được những quyền lợi gì thì họ bảo tôi không biết. Các quý vị ạ, khi họ bỏ tiền ra một cái số tiền để họ tiết kiệm vào đó để bảo vệ mà họ không biết được quyền lợi của họ như thế nào thì làm sao họ biết để họ đòi hỏi quyền lợi, và làm sao để họ biết được họ nên tham gia sản phẩm bảo hiểm nào để có lợi cho họ. Thì muốn chia sẻ với quý vị để chi trả quyền lợi 100% theo tỷ lệ 20, 40, 60, khi trẻ em gì ạ, dưới 4 tuổi. 16 công ty bảo hiểm đều như vậy, và đây là sản phẩm chính kèm theo các sản phẩm bổ trợ, ví dụ như tai nạn, bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ nằm viện, thẻ chăm sóc sức khỏe, từ bỏ thu phí. Bệnh hiểm nghèo và một số các quyền lợi khác nữa. Thế thì ở đây Liên muốn giới thiệu với các quý vị để các quý vị hiểu rõ hơn về cái sản phẩm của FWD, cũng là sản phẩm chính. Thì đầu tiên họ bảo vệ quyền lợi gì ạ? Mất sớm. Cũng là 100% số tiền bảo hiểm. Nhưng mà ở đây, với phương châm của FWD là muốn thay đổi cảm nhận của người dân khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, để cho gì ạ? Một cách đơn giản nhất, chính vì vậy tất cả trẻ em cũng sẽ được như người lớn, toàn bộ trẻ em dưới 4 tuổi cũng được gì ạ? 100% số tiền bảo hiểm. Đây là sự khác biệt đầu tiên của FWD so với 16 công ty bảo hiểm khác trên thị trường. Điểm thứ hai là họ cũng chi trả thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Đối với sản phẩm trên thị trường thì hầu hết họ chỉ bảo vệ quyền lợi này đến năm 60, 65 và một số công ty đến năm 70 tuổi. Bởi vì ngoài cái lứa tuổi này ra thì rất dễ dẫn đến bị tai biến mạch máu não đối với những trường hợp bị gì ạ? Tăng huyết áp. Có đúng ạ? Chính vì vậy họ không dám bảo vệ cái quyền lợi này gì ạ? Tuổi cao. Nhưng với FWD thì bảo vệ thương tật toàn bộ vĩnh viễn đến năm 80 tuổi. Và khi bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn ở đây thì 16 công ty bảo hiểm nhân thọ khác họ sẽ chi trả quyền lợi là 100% số tiền bảo hiểm. Nhưng ở đây FWD thì sao ạ? Họ sẽ cũng trả 100% số tiền bảo hiểm. Ngoài ra họ xét thấy rằng là gì ạ? Khi mà người ta tử vong, người ta chỉ cần cái số tiền bảo hiểm đó để gì ạ? Giải quyết cái vấn đề. Ví dụ
như họ cần tiết kiệm cái khoản đó đến một thời điểm nào để họ giải quyết việc, hoặc là gì ạ, một cái quỹ học vấn cho con. Nhưng khi họ bị mất khả năng lao động, họ phải cần một cái số tiền rất là nhiều để chữa trị cho chính bản thân họ, hoặc là gì ạ, họ bị liệt phải nhờ những người giúp việc để chăm sóc họ. Chính vì vậy FWD sẽ tặng thêm cho, chi trả cho khách hàng thêm gì ạ, hỗ trợ thêm 50% số tiền bảo hiểm. Có nghĩa là khi khách hàng bị mất khả năng lao động, FWD sẽ chi trả quyền lợi cho khách hàng lên đến 150% số tiền bảo hiểm. Một quyền lợi nữa cũng ở trong sản phẩm chính. Trong trường hợp khách hàng bị phát hiện ra ung thư giai đoạn cuối, liên viết tắt là K, thì FWD sẽ chi trả cho khách hàng thêm một số tiền nữa để cho khách hàng đi chữa trị. Đó là gì ạ? Bằng 10 lần phí đóng. Ví dụ, khách hàng tham gia mệnh giá 2 tỷ đồng, phí 1 năm là 40 triệu. Thì khi khách hàng phát hiện ra ung thư giai đoạn cuối, FWD sẽ trả cho khách hàng là 400 triệu đồng. 10 lần phí đóng. Và khi khách hàng tử vong, công ty không trừ đi cái số tiền đã ứng trước đó. Bởi vì tại sao Liên lại dùng từ đã ứng trước đó? Bởi vì một số công ty bảo hiểm họ cũng thiết kế thêm cái quyền lợi bệnh nặng giai đoạn cuối vào với sản phẩm chính. Nhưng khi khách hàng tử vong thì họ trừ bỏ cái số tiền mà họ đã cho ứng trước đó rồi, còn số còn lại họ trả nốt. Nhưng ở đây là gì ạ? FWD là không trừ, mà cái phần này là gì ạ? Là được hưởng cái chỗ này khi khách hàng tử vong vẫn nhận 100% số tiền bảo hiểm. Đối với các sản phẩm bổ trợ thì sao ạ? Tất cả các công ty bảo hiểm nếu tham gia cho người vợ thì chỉ người vợ được hưởng quyền lợi tai nạn. Hoặc tham gia cho người chồng thì chỉ người chồng được hưởng. Nhưng đối với FWD, cái quyền lợi tai nạn, các sản phẩm bổ trợ này này, tham gia cho một người vợ hoặc một người chồng, nhưng khi cả hai người cùng xảy ra trên một sự kiện thì sẽ được chi trả cho cả hai người, nhưng chỉ tham gia cho một người. Đây là sự khác biệt đối với sản phẩm bổ trợ tai nạn đầu tiên. Là gì ạ? Mua một nhưng được gì ạ? Chi trả hai. Liên lấy ví dụ, một người vợ họ tham gia cái sản phẩm tai nạn này mệnh giá 1 tỷ đồng, và hai vợ chồng đi trên một chuyến máy bay đó không may gặp nạn, và người vợ này sẽ được nhân 3 khi đi trên gì ạ? Các cái chuyến bay, tức là phương tiện bằng hàng không, thì sẽ được nhân 3 là 3 tỷ, và người chồng cũng được 3 tỷ, và lúc này sẽ được chi trả quyền lợi là 6 tỷ đồng. Khác biệt hoàn toàn trên thị trường các quý vị ạ. Quyền lợi bệnh hiểm nghèo, hầu hết tất cả các công ty bảo hiểm nhân thọ, khi khách hàng phát hiện ra bệnh hiểm nghèo thì họ phải sống thêm tối thiểu là 15 ngày nữa thì khách hàng mới được chi trả quyền lợi bệnh hiểm nghèo, có đúng không các quý vị? Ở đây có rất là nhiều các anh chị làm tư vấn bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm rồi đúng không ạ? Và các anh chị sẽ về đọc lại các cái điều khoản xem Liên nói có đúng không ạ? Phải sống thêm gì ạ? 15 ngày tính từ thời điểm phát hiện ra bệnh hiểm nghèo. Nhưng đối với FWD sẽ không cần thời gian chờ, mà chỉ cần phát hiện ra bệnh hiểm nghèo là gì ạ? Trả luôn. Người ta bảo chữ đẹp như chữ bác sĩ đúng không quý vị? Nên là Liên viết hơi xấu, quý vị thông cảm ạ. Và khoảng cách giữa hai lần chi trả thì các công ty bảo hiểm họ quy định là gì ạ? Có công ty thì quy định sau gì ạ? 30 ngày. Có công ty quy định sau 60 ngày nếu anh phát hiện ra bệnh hiểm nghèo lần 1, và khi chi trả đến lần 2 thì phải có khoảng cách giữa hai lần chi trả. Nhưng đối với FWD cũng không có khoảng cách luôn. Nếu như hôm nay khách hàng phát hiện ra mình bị bệnh hiểm nghèo ở bộ phận hô hấp, ở hệ hô hấp, ngày mai khách hàng phát hiện ra ở hệ tiêu hóa, khách hàng sẽ được chi trả ngay tức thì kể cả hai lần luôn, mà không cần phải khoảng cách. Tiếp đến, hỗ trợ nằm viện. Ở đây họ sẽ chi trả như thế này. Hầu hết tất cả công ty bảo hiểm nhân thọ thì họ chi trả giới hạn trong một cái hợp đồng bảo hiểm đó tối đa là 1.000 ngày. Trên một cái quyền hợp đồng,
Cho dù anh tham gia 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, họ giới hạn 1.000 ngày trên một cái hợp đồng. Nhưng đối với FWD thì họ không giới hạn như vậy, và họ giới hạn trong một năm một, mỗi một năm sẽ được chi trả là 90 ngày. Như vậy 10 năm là 900 ngày, có đúng không ạ? 20 năm là 1.800 ngày và 30 năm là 39.200 là 2.700 ngày. Khác biệt chưa các quý vị? Đây là Liên chỉ giới thiệu các cái gì ạ? Sự khác biệt của cái sản phẩm FWD để cho Liên cảm thấy rất là yêu cái sản phẩm này. Và thẻ chăm sóc sức khỏe cũng như vậy. Đối với tất cả các công ty bảo hiểm nhân thọ khác, thẻ chăm sóc sức khỏe họ sẽ chia ra các hạng mục nhỏ, ví dụ tiền giường, tiền thuốc, tiền phẫu thuật, tiền các cái chi phí thiết bị y tế, các cái thiết bị, các cái loại tiền họ chia nhỏ từng hạng mục ra. Nhưng mà ở đây đối với thẻ chăm sóc sức khỏe của FWD ý, họ chỉ phân ra, một là anh đi điều trị có mổ, có phẫu thuật, hai là không có phẫu thuật, chỉ có gì ạ? Phẫu thuật và gì ạ? Không phẫu thuật. Liên lấy ví dụ như thẻ KE 100. Thì nếu như trong trường hợp mà khách hàng đi nằm viện không có mổ trên một đợt là 20 triệu và có phẫu thuật là 40 triệu, anh muốn dùng vào việc gì thì dùng. Như vậy ấy, sẽ rất là có lợi cho khách hàng các quý vị ạ. Họ không phải gì ạ? Họ không phải tính từng khoản một. Liên lấy ví dụ vừa rồi cháu ngoại của Liên ấy đi nằm viện ở bệnh viện Vinmec. Mỗi một ngày nằm viện nguyên tiền giường là 3 triệu 500 nghìn đồng trên một giường một ngày. Và tiền thuốc chỉ có 100 nghìn một ngày thôi ạ. Và như vậy nếu như các cái thẻ KE của các công ty khác ấy, họ giới hạn đối với gói này là 1 triệu một ngày, thì như vậy lúc này khách hàng nằm viện 7 ngày chỉ được thanh toán là 7 triệu 700 nghìn, có đúng ạ? 7 triệu tiền giường cộng với 700 nghìn tiền thuốc là 7 triệu 700 nghìn. Nhưng ở đây với cái FWD không có phẫu thuật là 20 triệu trên một đợt này, thì 7 ngày là 7, 3, 21, có nghĩa rằng là khách hàng được thanh toán tối đa là 20 triệu đồng rồi, mà không cần phải phân biệt từng loại hạng mục ra. Đúng không ạ? Các quý vị thấy như thế này có dễ dàng hơn cho mình tham gia không ạ? Có dễ dàng hơn không ạ? Vâng. Và từ bỏ thu phí bệnh hiểm nghèo cũng khác biệt hoàn toàn trên thị trường. Đối với các công ty bảo hiểm khác, khi mà bị bệnh này ấy, họ có danh mục Liên đọc tầm khoảng gì ạ? Từ 35 đến 40 loại bệnh, mà toàn những cái bệnh gì ạ? Rất là nặng rồi mới được từ bỏ thu phí. Nhưng đối với sản phẩm của FWD, chỉ cần phát hiện ra bệnh hiểm nghèo sai đóng phí tối thiểu là 2 năm rồi. Tối thiểu, đầu tiên nhé, bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu không có công ty nào từ bỏ thu phí cho đâu ạ. Nhưng đối với FWD thì khi phát hiện ra bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm đã được từ bỏ thu phí 2 năm. Khi chuyển sang giai đoạn muộn thì họ được từ bỏ thu phí vĩnh viễn. Đó là sự khác biệt cái sản phẩm FWD trên thị trường quý vị ạ. Và một khoản nữa là một cái khoản này mà Liên cảm thấy yêu thích nhất, mà Liên tin chắc rằng tất cả các quý vị ở đây ai cũng cảm thấy yêu thích. Các quý vị có tuổi rồi có thích tiền mừng tuổi không ạ? Có thích không các quý vị? Có thích không ạ? Thích thì nói to lên ạ. Rồi, không phải là trẻ con mới thích tiền mừng tuổi đúng không ạ? Mà người già lại càng thích tiền mừng tuổi. Liên thấy mẹ chồng Liên ấy vừa hôm qua nói với Liên là gì ạ? Mọi người cứ nói mẹ là gì ạ? Năm nay 97 tuổi rồi mà cứ mong mãi đến Tết, bảo là mùa Tết là mùa bội thu, bởi vì là các con, các cháu về mừng tuổi cho mẹ. Đó, rất là thích quý vị ạ. Thế nhưng mà khi mà bố mẹ mình mừng khao thượng thọ ấy, thì các quý vị tặng cho bố mẹ mình phần quà là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu các quý vị? 500, 1 triệu đúng không ạ? Và Liên đi thị trường Liên hỏi ấy, thì các quý vị có người nói nhiều nhất mới được lên đến 5 triệu đồng thôi. Mang thai con 9 tháng 10 ngày và đến khi gì ạ? Khao thọ, người nhiều nhất mới được 5 triệu đồng. Có người bảo không một cái gì luôn. Có người thì bảo gì ạ? Tập trung tiền vào khao thọ cho mẹ là được rồi. Có người thì mua cho mẹ bộ gì ạ? Quần áo. Nhưng bây giờ nếu như mẹ mình đến tuổi 80 mà có một công ty bảo hiểm họ mang đến cho bố mẹ mình mừng tuổi 500 triệu đồng, quý vị thấy như thế nào ạ? Có thích không ạ? Thích không quý vị? Nếu như quý vị thích thì ngay ngày hôm nay cho Liên hỏi ở đây có bao nhiêu các anh chị đã sở hữu sản phẩm FWD rồi ạ? Ai
có rồi ạ. Chúc mừng tất cả những anh chị đã có hợp đồng FWD. Và còn tất cả các quý vị nào, các anh chị nào chưa có sản phẩm FWD thì ngày hôm nay về sở hữu luôn cho mình một gói bảo hiểm FWD. Bởi vì một là chúng ta sẽ tham gia cho bố mẹ, hai là tham gia cho chính bản thân chúng ta, để khi bố mẹ chúng ta đến năm 80 tuổi được công ty FWD mừng tuổi là gì ạ? 20% số tiền bảo hiểm. Về chúng ta ký luôn cho bố mẹ mình một gói mệnh giá gì ạ? 2 tỷ đồng. Thì đến năm 80 tuổi sẽ được công ty FWD đến tặng cho bố mẹ mình là gì ạ? 400 triệu tiền mừng tuổi, quý không quý vị? Và bản thân chúng ta lúc bấy giờ, nếu như chúng ta đã sở hữu cái gói hợp đồng bảo hiểm FWD đến năm 80 tuổi mà công ty FWD đến tặng cho chúng ta 400 triệu đồng tiền mừng tuổi, chúng ta có hãnh diện với con cháu không ạ? Có hãnh diện không ạ? Ngày hôm nay, nhân dịp khai trương văn phòng Bắc Ninh, Liên có một món quà cho quý vị, mừng tuổi cho quý vị ngay ngày hôm nay. Nếu như quý vị sở hữu luôn cho mình một gói sản phẩm FWD đến năm 80 tuổi, công ty FWD thì tặng cho quý vị là 20% số tiền bảo hiểm. Và ngày hôm nay nếu quý vị nào đăng ký tham gia gói bảo hiểm FWD, Liên sẽ có một phần quà tặng ngay, bởi vì hôm nay mới là mùng 3 Tết, có đúng không ạ? 1 triệu đồng. Wow. Đúng không ạ? Nhưng mà chỉ có quý vị nào ngày hôm nay đăng ký tham gia thì mới có phần quà mừng tuổi đó thôi ạ. Đúng không ạ? Bây giờ cho Liên hỏi. Sau khi Liên chia sẻ các quyền lợi sản phẩm của FWD so với tất cả các sản phẩm khác trên thị trường, quý vị có muốn sở hữu ngay cho mình một gói bảo hiểm FWD không ạ? Có không ạ? Có to lên ạ? Vậy thì bao nhiêu anh chị muốn Liên mừng tuổi luôn 1 triệu đồng ngày hôm nay ạ? Anh chị nào muốn Liên mừng tuổi ngày hôm nay? Rồi, có một cánh tay giơ lên. Hai cánh tay giơ lên. Anh chị nào nữa ạ? Ồ, rất nhiều. Rồi, Liên sơ khoảng 10 triệu ngày hôm nay tiền tặng cho quý vị rồi. Tí nữa bạn Quỳnh nhá. Bạn Quỳnh giám đốc văn phòng. Tất cả các quý vị nào đăng ký tham gia sản phẩm FWD ngày hôm nay sẽ đăng ký với bạn Quỳnh, Liên sẽ chuyển tiền cho bạn Quỳnh, được không ạ? Được không quý vị? Được. Rồi, ok, cảm ơn tất cả các quý vị. Và sản phẩm thì quý vị thấy FWD của Moncover phân phối như thế nào các quý vị? Phong phú đúng không ạ? Vậy thì quý vị có quan tâm là những người đi làm thì được quyền lợi gì không ạ? Rồi, Liên sẽ chia sẻ với quý vị sự khác biệt khi mà các quý vị đồng hành với Moncover thì nó có sự khác biệt như thế nào. Ở đây có anh chị nào đang làm ở các công ty bảo hiểm truyền thống không ạ? Có không ạ? Bỏ hết rồi ạ. Rồi, Liên cũng nói để các anh chị thấy được ạ. Đối với bảo hiểm truyền thống thì khi vào chúng ta là gì ạ? Là tư vấn đúng không ạ? Sau đó chúng ta phấn đấu lên gì? Quyền trưởng nhóm, hay gọi còn gọi là tiền trưởng nhóm, có đúng không ạ? Và tiếp theo là gì ạ? Lên trưởng nhóm kinh doanh cấp cao, đúng không ạ? Xong cuối cùng là gì ạ? Trưởng ban, đúng không ạ? Nhưng mà người tư vấn này và bằng người trưởng ban này này, khi bán hàng cá nhân có khác gì nhau không quý vị? Có khác gì nhau không ạ? Ví dụ như cùng tư vấn một cái hợp đồng bảo hiểm 10 triệu hoa hồng có khác nhau không quý vị? Cái ông trưởng ban ông tư vấn một cái hợp đồng 10 triệu với cái ông tư vấn ký một cái hợp đồng 10 triệu có khác gì nhau không ạ quý vị? Rồi, anh chị nào vừa bảo có nhỉ? Anh chị nào vừa bảo có để cho Liên hỏi với ạ, khác nhau ở chỗ nào ạ? Hoa hồng cá nhân, cho dù anh là trưởng ban hay là anh là tư vấn, tối đa không được vượt quá 40% số hoa hồng, không được vượt quá 40%. Đây là quy định của Bộ Tài chính rồi. Có công ty nào làm khác không ạ?
không khác gì nhau đúng không ạ? Và tiền quản lý thì sao ạ? Khi mà chúng ta lên tiền trưởng nhóm hoặc là gì ạ? Quyền trưởng nhóm thì chúng ta được thêm bao nhiêu các quý vị? 10% FOC đúng không ạ? FOC là hoa hồng của đại lý phía dưới, đúng không ạ? Tính trên hoa hồng. Và lên đến trưởng nhóm thì được gì ạ? Từ 15 đến tối đa là 25% FOC, đúng không ạ? Và lên trưởng ban thì gì ạ? Còn 5%. Và ở đây có bao nhiêu các anh chị lên trưởng nhóm xong lại bị hạ xuống đại lý? Có anh chị nào không ạ? Bản thân Liên trước đây cũng làm quản lý, bởi vì làm trong bệnh viện thì các anh chị biết là gì ạ? Rất là vất vả. Có những tháng Liên trực lên đến 16 tối. Cho nên rằng là cái áp lực để mình làm ở các công ty truyền thống ấy, thì mỗi một tháng chúng ta muốn giữ được ở cái cấp chúng ta làm trưởng nhóm ấy, thì mỗi một tháng phải tuyển mới một. Có đúng không ạ? Phải tuyển mới một. Và gì ạ? Thứ hai nữa là tỷ lệ si trong một quý của đội nhóm không được thấp hơn gì ạ? 40 triệu si. Có công ty gì ạ? Một tháng bắt cái người quản lý này phải đến điểm chỉ tại văn phòng 17 lần. Tỷ lệ hoạt động, trước đây Liên làm quản lý ở công ty đó là tỷ lệ hoạt động, có nghĩa là 10 người tư vấn ở phía dưới phải 6 người trong tháng đó phải có hợp đồng, có nghĩa là tỷ lệ phải 60%. Tỷ lệ hoạt động của đại lý, của tư vấn ấy phải 60%. Đó. Nếu không đạt được một trong các tiêu chí đó thì xin mời anh từ trưởng nhóm lại gì ạ? Lại rớt xuống. Đúng không ạ? Và khi gì ạ? Một người tư vấn phía dưới mình giúp đỡ cho họ, khi họ lên trưởng nhóm ngang cấp mình, nếu mình không lên được trưởng ban thì họ lại tách sang nhóm khác và chúng ta lại gì ạ? Lại mất công đi tuyển người khác và lại tuyển dụng. Cứ như vậy, như vậy. Rất là bất công đúng không ạ? Còn đối với Moncover thì sao ạ? Với Moncover thì các anh chị vào cũng ở cấp cấp bậc, ví dụ đầu tiên là tư vấn, sau thì lên gì ạ? Trưởng phòng kinh doanh. Xong rồi các anh chị sẽ lên gì ạ? Phó giám đốc kinh doanh. Lên giám đốc kinh doanh. Giám đốc điều hành và giám đốc điều hành hệ thống cấp cao. Ở đây khác biệt hoàn toàn so với gì ạ? Ở truyền thống. Đối với hoa hồng cá nhân, hoa hồng cá nhân ở đây chi trả cho chúng ta giống như hay các anh chị làm doanh nghiệp cũng như vậy. Làm ở nhà nước, ví dụ như Liên, bản thân Liên làm 30 năm trong ngành y thì khác với các anh chị vừa mới học ra trường đúng không ạ? Một ngày cũng đi làm 8 tiếng như nhau, nhưng ngày công của mình sẽ khác so với ngày công của những người vừa mới ra trường. Có đúng không các quý vị? Và những anh công nhân cũng như vậy. Người làm công nhân bậc 1 khác với bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6, bậc 7. Có đúng không ạ? Và ở đây, Moncover cũng chi trả hoa hồng cá nhân theo các cấp bậc, không giống như là gì ạ? Ở các công ty truyền thống. Ở đây hoa hồng cá nhân ấy thì với tư vấn viên đầu tiên là 40% PFIP và đến trưởng phòng kinh doanh là 50, lên đây là 60, 65, 68 và 72. Đó. Cũng là một cái hợp đồng 10 triệu. Nhưng bản thân Liên là giám đốc điều hành hệ thống cấp cao, tư vấn sẽ khác với các quý vị, các anh chị nào bây giờ mới bước chân vào Moncover. Cái hoa hồng cá nhân sẽ khác nhau. Và hoa hồng đội nhóm cũng như vậy. Ở đây hoa hồng đội nhóm không giống như là ở các công ty truyền thống là tính trên hoa hồng của những người tuyến dưới, mà ở đây hoa hồng quản lý của chúng ta là tính trên phí nộp, hay còn gọi là FOP. Ở đây tính trên tổng phí. Liên lấy ví dụ như đây là Liên. Ở dưới Liên có rất là nhiều các nhánh. Chị Xuân, giám đốc điều hành hệ thống cấp cao, lúc nãy tháng này chính thức làm, chị Xuân đã đủ điều kiện để lên giám đốc điều hành hệ thống cấp cao và làm một nhánh của Liên. Và một chị ở văn phòng Thanh Hóa là chị Sâm. Một người nữa là bạn Nhài ở giám đốc văn phòng Thái Bình, lúc nãy Liên lên trao hoa cho Thái Bình đấy là bạn Nhài. Và một văn phòng cũng từ nay đến Tết sẽ khai trương ở khu vực Đan Phượng,
Thạch Thất, đó là bạn Thu. Đây là Tuyết Minh Hà Nội. Đây là Lý và rất là nhiều các nhánh khác. Thì ở đây này, cho dù chị Xuân chị ra rất là nhiều nghìn người ở phía dưới này rồi, các anh chị ạ. Ra rất là nhiều nghìn. Nhưng mà cái doanh số tổng của nhánh chị Xuân này này, một tháng đem về bao nhiêu thì Liên sẽ tính chênh lệch từ cấp bậc của chị Xuân. Tháng trước là chị là ở giám đốc điều hành là 68%, Liên ở mức 72%. Thì Liên cứ lấy chênh lệch từ gì ạ? Từ cấp bậc của chị Xuân lên. Tổng ở đây phí, ví dụ mang về 2 tỷ. 2 tỷ thì ở đây Liên sẽ chênh lệch là 4%. Được chưa ạ? Thì sẽ nhân với gì ạ? Nhân với 2 tỷ. Đấy là ra gì ạ? Tiền quản lý của mình. Cứ tính trên tổng phí của cả cái nhánh đó, không cần biết là bao nhiêu từ N tầng nào, không cần biết. Và toàn bộ các nhánh khác cũng như vậy. Ở đây Liên có 2 người tháng này lên giám đốc điều hành hệ thống cấp cao, nhưng tháng trước thì họ ở cấp bậc này. Và còn 4 người ở cấp bậc giám đốc kinh doanh. Và phó giám đốc kinh doanh Liên còn 2 nhánh. Thì ở đây ví dụ như cái nhánh phó giám đốc kinh doanh này họ ở mức 60%, thì Liên sẽ lấy chênh lệch là 12% từ cái nhánh đó. Nếu như họ mang về gì ạ? 1 tỷ phí thì là 1 tỷ phí từ gì ạ? 60% chênh lên đây là Liên chênh 12% trên 1 tỷ. Có nghĩa là được gì ạ? 120 triệu tiền lương của nhánh đó. Ở đây cứ tính hoa hồng trên gì ạ? Trên tổng nhánh. Và tính gì ạ? Cái cấp bậc của họ ở cấp bậc nào thì chúng ta trừ đi, còn đâu là của mình. Và công ty thì trả cho mình ở mức hoa hồng này. Chỉ cần biết doanh số của Liên, doanh số của Liên thì thực ra là cũng chưa được như mong đợi lắm. Thì Liên dao động bây giờ mỗi một tháng là doanh số từ 5 đến 8 tỷ trên một tháng. Liên hy vọng rằng văn phòng Bắc Ninh sau ngày khai trương ngày hôm nay, mỗi một tháng tối thiểu phải mang về công ty là 2 tỷ sau buổi khai trương ngày hôm nay, đúng không ạ? Và muốn để mang về doanh số 2 tỷ thì phải cần sự đóng góp rất là nhiều từ tất cả các quý vị. Và nếu như tất cả các quý vị nào mà cảm thấy cái hệ thống của Moncover đem lại sự công bằng cho người đi làm thì các quý vị sẽ là thành viên của Moncover. Và kể cả những khách hàng nào lúc nãy mà giơ tay ấy, để sở hữu cho mình gói FWD ấy, thì thay vì đó các quý vị sẽ đăng ký là thành viên của Moncover để các quý vị sẽ được hưởng toàn bộ 100% hoa hồng của gói sản phẩm mình tham gia cho chính bản thân mình. Được không các quý vị? Và hôm nay Liên cũng mạn phép ban giám đốc điều hành của công ty đang có mặt tất cả ở đây. Nếu như tất cả các quý vị nào mà đồng hành cùng với Moncover ngày hôm nay, tất cả văn phòng Bắc Ninh nhé, bởi vì đến mùng 10 này này, mùng 10 tháng 1 2021 có nghĩa là còn có 7 hôm nữa thôi là công ty có buổi tổng kết năm để tuyên dương tất cả những anh chị đạt thành tích trong năm nay ở tại Phú Quốc. Trị giá của chuyến đi này là 10 triệu đồng. Nếu như trong ngày hôm nay và ngày mai, tất cả những anh chị nào mà là thành viên của Moncover Bắc Ninh, nguyên Bắc Ninh thôi nhá, còn các thị trường khác thì không đâu ạ. Bởi vì hôm nay là nhân sự kiện thương. Thì nếu như quý vị nào mà có doanh số 20 triệu đồng trong ngày nay và ngày mai, công ty sẽ hỗ trợ cho 50% vé đi Phú Quốc. Và nếu như anh chị nào mà muốn để công ty bao toàn bộ trọn vé 10 triệu đồng này, chỉ cần doanh số trong 2 ngày này các anh chị đạt 40 triệu, kể cả công ty không đồng ý, Liên sẽ bao nốt cái số còn lại, đúng không ạ? Đúng không quý vị? Hôm nay có tổng giám đốc ngồi đây. Và Liên mạn phép bởi vì ngày hôm nay khai trương, cho nên tất cả Liên muốn cả văn phòng Bắc Ninh cùng đi Phú Quốc đợt này, được không ạ? Có bao nhiêu anh chị muốn Moncover bao toàn bộ trọn vé 10 triệu đồng ạ? Có anh chị nào muốn đi Phú Quốc ạ? Các anh chị nào muốn đi Phú Quốc giơ tay lên ạ? Các anh chị ơi, có mấy chị ngồi ở dưới cuối trẻ trẻ ấy, đừng nói chuyện để cho Liên hỏi này. Ở tất cả
các anh chị có mặt trong buổi ngày hôm nay, có bao nhiêu các anh chị muốn đi Phú Quốc đợt này ạ? Có bao nhiêu anh chị muốn đi Phú Quốc? Giơ tay lên đi ạ. Ít nhất là cái điều các anh chị mong muốn thì các anh chị phải nói ra cho mọi người biết là tôi muốn đi Phú Quốc miễn phí. Được chưa ạ? Các anh chị biết là doanh số để đi Phú Quốc là bao nhiêu không ạ? 89 triệu. Nhưng mà riêng có một sự đặc ân đặc biệt cho văn phòng Bắc Ninh chỉ cần 40 triệu rồi. Ngày hôm nay, ngày mai các anh chị quyết định, kể cả các anh chị tham gia cho mình một gói bảo hiểm này để các anh chị đi du lịch cái đã. Được không ạ? Được không các quý vị? Sản phẩm thì quá tuyệt vời rồi, mình tham gia vừa được bảo vệ mình. Thực ra bảo hiểm chỉ là một kênh tiết kiệm tiền để đảm bảo được bảo vệ toàn bộ cái thu nhập của mình. Ví dụ, quý vị thu nhập mỗi một tháng là 50 triệu thì một năm quý vị thu nhập là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu quý vị? 600 triệu. Đúng ạ? 600 triệu. Và nếu như bây giờ tuổi của chúng ta mới có thì ạ? 30 tuổi. Cho chị cái giấy. 30 tuổi. Thì còn bao nhiêu năm nữa chúng ta mới được nghỉ ngơi các quý vị? Bao nhiêu năm nữa ạ? Bao nhiêu năm nữa các quý vị? Tối thiểu bây giờ con trai thì là 62 mà con gái phải 60 tuổi mới về hưu. Có đúng ạ? Vậy thì bây giờ các quý vị mới có 30 tuổi chẳng hạn. Mà còn đến thì 62 tuổi mới về hưu thì các quý vị phải đảm bảo chắc chắn cái nguồn thu nhập của mình phải được bảo vệ trong vòng gì ạ? 32 năm nữa. Có đúng ạ? Mà mỗi một năm là thu nhập là gì ạ? 600 triệu. Thì các quý vị thử thấy nhân cho Liên 32 năm nhân với 600 triệu một năm thì trong 32 năm này mình làm ra bao nhiêu tiền các quý vị? Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ? 18 tỷ đúng không ạ? 19 tỷ. 36 18 26 12 đúng không ạ? 19 tỷ. Vậy quý vị thử có lúc nào nghĩ rằng cái đứa con mình ý hỏi mình: bố ơi hay mẹ ơi, nếu như một ngày nào đó bố mẹ không thể đi làm được nữa thì ai là người đi làm thay cho bố mẹ? Quý vị trả lời cho con như thế nào ạ? Ai đi làm thay cho chúng ta quý vị? Và nếu như tiền nữa bố mẹ thì ai là người cho tiền con để con vẫn được cắp sách đến trường? Nếu như con đặt câu hỏi thế với mình thì các anh chị sẽ trả lời con như thế nào ạ? Ai nuôi con mình các quý vị? Đứa con bảo hiểm. Duy nhất chỉ có bảo hiểm mới thay thế được thôi ạ. Bởi vì các quý vị thử nghĩ mà xem, chúng ta có nuôi được bố mẹ chúng ta không quý vị? Có nuôi được không ạ? Thực sự bây giờ các quý vị thử nghĩ này, đặt luôn vào mình nhá, phải đặt luôn vào mình. Nếu như con mình mà không may bị mắc bệnh mà bây giờ cần phải số tiền lớn, chúng ta có sẵn sàng bán nhà bán cửa đi để cứu chữa con không quý vị? Có không ạ? Sẵn sàng đúng không ạ? Nhưng bây giờ lại ngược lại, nếu bố mẹ chúng ta cần cái số tiền lớn đó, chúng ta sẵn sàng để cho vợ con chúng ta ra ngoài đường để bán nhà đi để chữa bệnh cho bố mẹ không ạ? Có ai không ạ? Không có. Nếu có thì cực kỳ là gọi là gì ạ? Hiếm. Có đúng ạ? Thực sự nếu để xem có những anh chị nào mà dám bán nhà bán cửa đi để chữa bệnh cho bố mẹ, thực sự cái số đấy quá hiếm. Chúng ta không nói là không có nhưng mà quá hiếm, có đúng ạ? Nếu con thì sẵn sàng bán nhà bán cửa đi để chữa cho con, nhưng nếu là bố mẹ thì không bao giờ sẵn sàng để bán nhà bán cửa đi đâu. Lúc bấy giờ đủ các loại lý do, có đúng ạ? Con đi lấy chồng còn phụ thuộc vào chồng, chồng thì bảo là gì ạ? Còn phụ thuộc vào vợ con. Có đúng ạ? Cái người bạn đời của mình không đồng ý, mình có dám bán đi không? Không bao giờ đâu, có đúng ạ? Vậy thì làm như thế nào ạ? Tất cả những anh chị ngày hôm nay
Liên sẽ tư vấn cho các anh chị nên cưới thêm một người nữa. Các anh chị là con trai thì cưới thêm một người vợ, và các chị con gái thì lấy thêm một người chồng, được không ạ? Và cái người chồng và cái người vợ này này, người ta mới bảo đảm được chắc chắn cho mình, nếu như mình bị mất đi nguồn thu nhập này thì cái người đó sẽ lập tức luôn thay thế chúng ta, để có vẫn đảm bảo được trong bấy nhiêu năm có 19 tỷ này, đảm bảo cái mức thu nhập tối thiểu trong gia đình. Đây là cái nguồn lương của chúng ta làm trong gì ạ? Trong 32 năm. Và chúng ta không phải là bỏ tiền ra để mua, mà chúng ta bỏ tiền ra để tiết kiệm, và cái số tiền đó các nhà bảo hiểm họ sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cái thu nhập của chúng ta.